Sáng 31 tháng 12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp tổ điều hành diễn đàn kết nối nông sản 970 cùng các sở ngành và địa phương tổ chức diễn đàn kết nối nông sản 970 phiên thứ 18, kết nối sản xuất, chế biến và thúc đẩy thị trường nội địa. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cho biết, tình trạng ùn ứ nông sản xuất sang Trung Quốc dẫn đến việc nhiều xe chở nông sản lên biên giới đã quay đầu trở lại các đô thị lớn như Hà Nội. Do đó, chúng ta cần định hướng tập trung tiêu thụ tốt các sản phẩm đang vào mùa vụ. Những doanh nghiệp có khả năng chế biến sâu hoặc có công nghệ bảo quản cần tham gia vào quá trình này, tránh tình trạng để giá nông sản giảm sâu. Các sản phẩm chăn nuôi phục vụ cho dịp Tết đều tăng, tuy nhiên cần phải tăng cường xúc tiến thương mại để tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, đảm bảo lưu thông trong dịp Tết cổ truyền, nhằm giúp người dân yên tâm sản xuất, không để đứt gãy các chuỗi cung ứng và tìm được những doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi nhằm giảm tải cho nguồn cung trong nước. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2021, cả nước có 1.640 doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp nông nghiệp lên 14.400. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lớn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như Nafood, TH, Dabaco Việt Nam, Masan. Đến nay, cả nước có 51 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó 23 doanh nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận. Theo các cơ quan chức năng, ngay từ đầu niên vụ 2020-2021, khi bắt đầu khởi xướng điều tra, chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với đường có xuất xứ Thái Lan, các nhà máy đã tăng giá mua mía của nông dân cao hơn 150.000 đồng một tấn mía so với vụ 2019-2020. Sau khi có quy định chính thức, giá mía niên vụ 2021-2022 đã tăng 100.000 đồng một tấn mía so với vụ trước. Theo ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại không phải ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu, mà là đưa ra một mức giá công bằng trên thị trường. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cấp giấy phép, giấy chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do phải thực hiện quy định về phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến mà không phải tổ chức đánh giá trực tiếp tại hiện trường. Trong trường hợp cơ sở sản xuất, tổ chức đánh giá sự phù hợp, cơ quan cấp phép đáp ứng nhu cầu về nguồn lực, phương tiện kỹ thuật thực hiện. Ngoài ra, hoạt động giám sát định kỳ có thể gia hạn, tạm hoãn trên cơ sở xem xét hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.